Hỏi ít thôi. Có ai hỏi ý kiến hai người không? Vậy anh tính làm thế nào? Tôi không muốn thế nào hết. Để tôi yên đi. Để tôi yên? Như thế gọi là yêu à? Thảo nào Thục Anh không yêu anh là phải. Thôi. Tôi nói có gì sai đâu. Con gái bọn tôi rất ghét con trai thiếu bản lĩnh, làm cái gì cũng lửng lửng lơ lơ, giống như anh ấy. Cô nói tôi lửng lơ á? Ừ. Cô có biết vì yêu Thục Anh mà tôi đã làm những gì và phải chịu đựng những gì không? Không. Đấy, cái từ chịu đựng của anh nó lửng lơ đến mức thụ động như thế nào? Yêu là phải hành động, là phải đấu tranh hết mình. Nếu anh thực sự cố gắng như thế thì con bé không phải gặp những cái chuyện như thế này. Thục Anh à, con bé nó hiền lành như thế mới xảy ra chuyện thì nó có chịu được không này? Còn ước gì con có thể chịu được thay cho em ấy. Nhưng mà bởi vì con là đàn ông nên thật sự con bó tay rồi. Còn cái này, một phần bánh này nặng 87 gram, trong đó 74% là cát, 48% là đường trắng, còn lại là bột mì và hương liệu. Là hắn ta đã chọn nhầm kẻ thù rồi. Hóa ra đây là đứa cháu gái mà chú khoe là ngoan, hiền, xinh, mịn. Cậu mà là bố mày ấy, cậu đuổi mới ra khỏi nhà từ lâu rồi. Cậu chém đó. Tôi chỉ sợ người uống say rồi lại rủ tôi vào phòng ngủ. Không có lần thứ hai đâu. Đúng là quảng cáo với đời thật, khác nhau quá đấy. Chúng mày vừa phải thôi nhá.